ô tô Von Huygen có bản đồ đường lưỡi bò có thể phải tiêu hủy. Trao đổi với VN Express sáng nay, ngày 30 tháng 10, một lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu, đối chiếu văn bản pháp luật để tìm phương án xử lý xe Von Huygen trưng bày ở Việt Nam có bản đồ đường lưỡi bò. Ông nhận định, đây là trường hợp nhạy cảm và không bình thường. Trước mắt, quan điểm của cơ quan hải quan là phải xử lý nghiêm trường hợp này. Biện pháp cao nhất có thể tịch thu chiếc xe này để tiêu hủy, chứ không bán đấu giá như bình thường, lãnh đạo này nói. Chiều nay Tổng cục Hải quan sẽ có cuộc họp cùng các bộ, ngành liên quan để bàn bạc, thống nhất về phương án xử lý. Chiếc Von Huygen tuy rất có bản đồ đường lưỡi bò trong ứng dụng điều hướng được khách tham quan Việt Nam Motor Show phát hiện mới đây. Theo tờ khai hải quan, chiếc xe này được tạm nhập từ Trung Quốc tháng 10 và sẽ tái xuất vào tháng 2 năm 2020. Von Huygen Việt Nam cho biết, xe được đặt hàng hãng mẹ tại Đức theo diện tạm nhập tái xuất để phục vụ triển lãm. Sau đó, hãng mẹ chỉ định cho đại lý Việt Nam nhập chiếc Tourist từ Trung Quốc. Đại diện hãng thừa nhận, đã sơ xuất khi không kiểm tra kỹ trước khi mang xe đi triển lãm. Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, ứng dụng, màn hình hiển thị bản đồ có đường lưỡi bò trong xe Von Huygen không thuộc diện phải kiểm tra khi làm thủ tục nhập khẩu theo Nghị định 116 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp đầu tiên ô tô ở Việt Nam xuất hiện bản đồ có đường lưỡi bò. Trước đó, nhiều mẫu xe Trung Quốc như do TE, BX do công ty Keylink nhập khẩu cũng có tình trạng tương tự. Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đánh giá, những thủ đoạn này rất tinh vi, kiểm tra ban đầu khó phát hiện được. Ông lý giải, đến khi xe tới tay người tiêu dùng mới kích hoạt, cập nhật phần mềm và hiển thị bản đồ có đường lưỡi bò. Do đó, ông cho rằng, những trường hợp này cũng cần sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan như Bộ Công Thương, Giao thông, Cục Đăng Kiểm, để tìm cách xử lý triệt để. Anh Tú.